bạn đã đến với chương trình Đúng Là Một Đôi. Chương trình Đúng Là Một Đôi được phát sóng lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp gỡ các khách mời. Họ là những nghệ sĩ cũng như là gặp gỡ các cặp đôi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tất cả khách mời ngày hôm nay. Đầu tiên xin mời diễn viên Hồ Đức Lợi. Chào Đức Lợi. Chào lắm. Và bây giờ chúng ta cùng đón chào nữ diễn viên xinh đẹp Huỳnh Hồng Loan. Và một tràng tay thật lớn cho nữ diễn viên xinh đẹp, hề hước, vui nhộn Lê Lộc. Qua đây Lộc ơi. Dạ. Ủa nay đám hỏi em hả Lộc? Dạ, em mặc lộn đồ. Mặc lộn đồ đúng không? Dạ. Tưởng đám hỏi em không đó. Nhưng mà rất dễ thương, rất đáng yêu. Một tràng tay cho ba vị khách mời chúng ta ngày hôm nay. Đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ ba cặp đôi. Và một điều đặc biệt là trong ba cặp đôi này chỉ có một cặp đôi là thật mà thôi. Nhiệm vụ khách mời chúng ta là phải suy xét, phải nhìn, phải phán đoán, phải dò xét thật kỹ để xem cặp đôi nào là cặp đôi thật. Nếu như chúng ta chọn đúng cặp đôi nào là cặp đôi thật, lập tức 30 triệu sẽ thuộc về chúng ta. Wow. Còn nếu như chúng ta đoán sai thì lập tức 30 triệu sẽ thuộc về ba cặp chơi ngày hôm nay. Chính vậy họ diễn rất là dữ, chúng ta phải cẩn thận. Rồi. Có tin Lâm được không? Đừng bao giờ tin Lâm, mà hãy tin được trái tim của mình. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1 ngày hôm nay. Nhưng trước khi đến với vòng 1, chúng ta cùng giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với chương trình Đúng Là Một Đôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1 ngày hôm nay. Và vòng 1 được mang tên Ấn Tượng Đầu Tiên. Bây giờ các khách mời sẽ được gặp gỡ các cặp đôi qua đoạn clip sau đây. Nhiệm vụ của mọi người là phải nhìn thật kỹ hành động và cách trả lời của họ để xem họ có phải là cặp đôi thật hay không. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen cặp đôi đầu tiên. Xin mời đoạn clip. Xin chào tất cả quý vị. Mình tên là Hoài Minh, năm nay mình 28 tuổi. Công việc hiện tại của mình là đang làm một diễn viên sân khấu. Dạ xin chào. Mình tên là Văn Châu, năm nay của mình cũng 28 tuổi. Tụi mình là cùng là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh và học chung một lớp. Hiện tại thì hai đứa mình đã có một cậu nhóc 2 tuổi rưỡi rồi. Mình thì không có ghen gì nhiều đâu, tại mình biết cái tính chất công việc của mình mà. Còn anh nghĩ là nữ là chắc họ sống thiên về mặt tình cảm nhiều hơn, chắc tôi nghĩ là có không em ha? Có chứ. Nhiều khi cũng có ghen khi mà đóng những cái cảnh mà nó tình cảm quá, nó ôm ấp quá, sau đó cái mình cũng hơi ghen ghen. Cái xong cái mình lại nghĩ lại, mình thấy cái đó chỉ là trên sân khấu thôi. Chứ ở ngoài đời á, anh vẫn đối xử với mình rất là tốt. Thì đâu có gì đâu mà phải ghen. Cho nên thôi mình cũng bỏ qua. Dễ thương quá nè. Lộc ơi. Dạ. Lộc thấy hai bạn này có quen không? Cái chị này thì em thấy quen. Ừ. Còn cái bạn nam này thì thấy lạ. Học chung khóa danh đó. Bạn nam hả? Ừ, Lợi thấy quen đúng không? Đúng rồi, thấy quen. Quen trong trường mình không? Mà không biết có yêu nhau thiệt hay không thì không biết. Mặt thì quen lắm. Đúng rồi. Cái cách hai bạn này trả lời khi mà nói chuyện phỏng vấn rất là tình tứ luôn ha. Rồi. Mà không biết phải đang diễn hay không nữa. Họ là diễn viên nha. Mà cùng thời với Lâm nữa. Tức là già lắm rồi đó. Diễn ghê lắm rồi. Nên phải cẩn thận cái cặp đôi này. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp họ tại sân khấu này. Xin mời cặp đôi đầu tiên. Cặp đôi Bắc Châu và Hoài Minh. Ra là màu đồ. Đó, diễn viên đồ ra là màu đồ. Con đâu không dẫn theo? Con gửi nội rồi. Ừ sao? Ủa mà học chung mà tôi biết ông mà tôi không biết bà này là sao vậy? Giấu sao biết được. Giấu hả? Giấu. Ủa ngày xưa có học sân khấu luôn không? Có chứ. Chung khóa luôn hả? Chung khóa. Sao không biết bà này ba cặp này giả nè. Hồi nãy ơi, dắt dạ. Chị là bên khoa cải lương hay là khoa diễn viên? Khoa cải lương. Khoa cải lương. Đúng không? Khoa diễn lương á. Và bây giờ ba khách mời, ai là người sẽ đưa ra thử thách? Vậy thì lại có cái thử thách là
cho bạn này đoán tay xem có phải tay của người yêu mình hay không. À, có nghĩa là mình quen nhau 6 năm thì có nghĩa là mình sẽ sờ bằng tay, mình sẽ biết được. À, sờ bằng tay, đếm ngón tay. Đúng rồi. Đúng rồi, mình bắt em lại, mình bắt bạn nữ lại. Rồi, rồi tất cả khán giả ở đây, họ lên, họ đưa tay. Và em mới phân biệt đâu là bàn tay của chồng em. Còn nếu mà em mà nắm lộn tay của ai là em phải lấy người đó làm chồng luôn. Em chịu không? Ê, em chịu không? Cho tôi vô, tôi làm với. Đúng không? Có cần rờ trước không? Rờ trước, thử nói sao? Ủa, sao cho rờ trước? Rờ trước đi, ta yêu nhau, kệ ta quyền em. Yêu nhau có con luôn rồi đó, giờ thử thách phải rờ trước ha. Và bây giờ thử thách dành cho cặp đôi đầu tiên xin phép được bắt đầu. Lâm trong vai cái đồ bịt mắt. Vô. Chí từ mời bạn nam ở đây đứng trước đi đã. Rồi chúng ta sắp xếp nha. Rồi người đầu tiên có phải chồng em không? Rồi sờ. Phải không em? Không. Không phải, đi ra. Rồi ông chồng tháo đồng hồ luôn nè. Rồi chồng tháo đồng hồ đó nè. Rồi tiếp nè. Rồi làm gì rồi, rối quá nè. Phải không? Cái gì nắm cái gì? Dị phân. Phải không? Phải. Phải luôn. Quý vị ơi quý vị, sau chương trình này em có người yêu rồi quý vị. Em đã có người yêu quý vị. Anh đi về cho em đi thôi. Về thôi luôn kìa. Trời ơi. Chúc mừng lời thoát ế rồi em. Thấy chưa? Yêu nhau có con luôn rồi đó. Bàn tay. Bà thấy cái đồng hồ. Bà tưởng chồng bà. Dễ bị gạt quá, không bị tháo đồng hồ rồi nè. Rồi về chúc gia đình hạnh phúc nha. Cảm ơn cặp đôi đầu tiên. Xin mời các bạn bước vào vòng chơi. Cảm ơn. Đâu, em mới cặp đôi thì sao em, sau cái thử thách này? Lúc hồi nãy coi clip là em đã nghi rồi, không phải là một đôi đâu. Ừ. Tại vì cái người vợ này nói một cách rất là bình thường và bình thản đúng không? Bình thản đúng rồi, mà người chồng này hơi bị e dè tí xíu. Với lại những cái câu nói anh chồng anh hay liếc với lại anh không có dám nhòm mặt vợ ảnh thẳng. Ừ, này chắc mới tập mới quen đúng nhau rồi. Hay nè. Ừ. Dạ. Rồi lại, bạn thấy cặp đôi này họ có giống là vợ chồng thiệt hay không? Lợi sẽ chọn, tại vì bạn nữ chọn lợi rồi. Anh ơi, người ta đoán cặp đôi chứ không ai đoán anh đó. Ừ, không ai đoán lợi nha, lợi nha. Vậy hả? Ừ, vậy thôi thì kệ vẫn chọn luôn. Em thì em nghĩ không phải đâu. Không phải hả? Nếu như mà vợ chồng mà với nhau 6 năm, xong rồi cưới nhau 3 năm rồi có con 2 tuổi rưỡi thì phải đoán được tay của chồng. Bàn tay đúng không? Bởi vì bàn tay nó theo mình suốt đời mà tại sao mà mình lại như vậy? Đúng rồi, nãy rồi. Hồi nãy khi mà bắt đầu trò chơi là chỉ gờ thử là đúng rồi. Nhưng mà chúng ta chỉ mới tiếp xúc với cặp đầu tiên thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp xúc với cặp thứ hai qua đoạn clip sau đây. Xin mời các bạn. Xin chào mọi người. Mình tên là Quang Anh và xin giới thiệu mọi người, đây là người ấy của mình. Chào mọi người. Em là Thanh Dung. Hiện em đang là sinh viên của trường Hotech. Tụi mình quen nhau được 2 năm rồi. Lần đầu tiên mình gặp bạn này thì mình cảm thấy sao trên đời có một người con gái mà lại nói nhiều với lại mập như vậy. Xem Facebook của bạn này thì thấy là cũng dễ thương, cũng kiểu vui vẻ này nọ. Cái mình kết bạn, nhưng mà bạn đó không chịu chấp nhận. Vì lúc trước á, lúc mà em gặp anh ấy trong cái buổi họp khoa, con người mà lạnh lùng, chảnh, cực kỳ chảnh luôn á mọi người. Thì tự nhiên về anh ấy kết bạn Facebook với mình chảnh lên, mình làm kêu lên, mình cho anh ấy follow. Nhưng mà cảm động nhất là có một lần mình không có kết bạn Facebook với anh ấy, nhưng mà lên Facebook mình than vãn là bây giờ rất là đói, giờ có ai cứu đói mình không. Tự nhiên bạn đó xếp đồ ăn lên cho lớp của mình thì hơi bất ngờ, thì về sau đó mới kết bạn Facebook. Chuyện giống như phim ngôn tình vậy đó. Đúng rồi, đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp cặp đôi thứ hai. Xin mời cặp đôi thứ hai. Cặp đôi Thanh Dung và Quang Anh. Đấy, nhìn đẹp đôi nè. Khung gái nữa. Rồi quan sát họ đi nào. Dễ thương à? Dễ thương. Rồi bây giờ ai sẽ là người đưa ra thử thách cho cặp đôi này đây? Dạ, em muốn là bạn nam sẽ cõng bạn nữ trong vòng 30 giây. Nếu như là thật á
thì họ sẽ không có mắc cỡ. Mắc cỡ. Còn nếu như giả thì đừng có nói người ta biết mình sẽ dòm vô cái gì của người ta. Anh chị chưa nghe nha. Em chưa nghe giống em. Rồi. Okay. Lộc ơi, dạ. Bây giờ anh với em đâu có quen nhau, là anh em bình thường, nếu mà anh cõng em đâu có vợ mắc cỡ đâu. Đâu có, em ngại chứ. Ngại không? Ngại chứ, anh có vợ rồi. Ngại. Trời ơi, mặt em mà ngại hả Lộc? Dạ. Tin luôn đó trời. Anh thử không? Anh thử cõng. Thử luôn. Mặt phải ngại nha. Dạ, em ngại cho. Rồi leo lên. Ôi, em ngại quá. Ôi, em ngại lắm. Lại nè. Thôi mà em ngại lắm. Là cái nét ngại như vậy. Dạ, nét ngại đó. Cái nét ngại. Đó, các bạn phải cẩn thận nha, phải diễn hết mình nha. Đây các bạn nha. Đã hiểu chưa? Đã hiểu rồi. Rồi, bây giờ thử thách dành cho cặp đôi thứ hai bắt đầu. Có chừng tóc đó, đúng rồi, có cái nét ngại rồi đó. Chúng ta có thể qua quan sát nha mọi người ơi. Có bao giờ anh chị cõng nhau vậy chưa? Dạ có, hồi tức là Lạc em có cõng bạn nữ đi một vòng bờ hồ. Bạn nữ là gì anh? Bạn gái chứ bạn nữ gì anh? Một bạn nữ, một bạn nữ chứ không phải là bạn nữ này. Một bạn nữ. Bạn gái của em. Em có thể cõng bạn gái của em cả ngày luôn. Em không nắm tình yêu rồi. Anh ấy mệt rồi, để cho anh ấy xuống. Thôi ngồi đi, không sao. Ngồi đi mà. Mệt hả? Nặng mà, xuống, bỏ em xuống đi. Không. Bỏ em xuống. Em cũng mệt không, em ngồi xuống đi. Xin mời cặp đôi thứ hai bước vào phòng chờ. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Lời ơi, sau khi quan sát thật là kỹ thì em thấy cặp đôi này có phải là cặp đôi thật hay không? Hay là họ là hai người bạn cõng nhau đi học? Em nghĩ là cặp đôi thật đó, nhưng mà do họ không phải là diễn viên. Có thể là họ lên sẽ có hồng hồng. Họ bị rung, họ bắt cỡ. Họ bị rung. Nhưng mà khi bật cổng thì bạn nữ cứ hơi quan tâm sức khỏe của bạn nam. Là sợ bạn nam mệt đúng không? Đúng rồi. Không nắm tình yêu hả? Anh ấy mệt rồi, để cho anh ấy xuống. Thôi ngồi đi, không sao. Ngồi đi mà. Mệt mà, nặng mà. Ô, em quan sát rất là kỹ luôn. Còn Lộc ơi, em thấy sao Lộc? Bạn có chỉ mắc cỡ cái nét mắc cỡ của em không? Mắc cỡ. Bạn nữ không có mắc cỡ mà bạn nam mắc cỡ. Mắc cỡ. Bạn nam mắc cỡ mà bạn nam nói lộn lời luôn mà. Có một bạn nữ. Có một bạn nữ. Đang cộng bạn lộn thoại hả? Lộn thoại. Đó là quên thoại đi em. Em nhớ rồi, em đi Đà Lạt em có cộng một bạn nữ. Mà bạn gái em đang trên lưng mà. Vậy đó. Như vậy là bị lộ rồi đó em. Cẩn thận nha, cẩn thận gặp này nha. Họ không phải là cặp đôi thật hay không? Với lại là em đang sợ mấy bạn diễn. Đúng. Diễn. Đúng rồi. Sau khi mấy bạn cộng nhau một hồi là em hoang mang không hiểu gì luôn á. Nói chung là mọi người cũng nghĩ cặp đôi này không phải là cặp đôi đúng không? Không biết anh ơi. Nhưng mà chúng ta chỉ mới làm quen hai cặp thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm quen cặp đôi thứ ba. Xin mời đoạn clip. Xin mời. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Hoàng Minh Quý. Năm nay mình 22 tuổi. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Phương Thảo. Năm nay mình 20 tuổi. Mình là sinh viên năm 2 của trường Đại học Kinh tế. Bọn mình đã quen nhau được hơn 1 năm rồi. Chính xác là 1 năm 3 tuần. 1 năm 2 tuần. Trong một chương trình hát ở trường thì mình thấy anh Quý diễn, mình thấy ảnh rất là đẹp trai, hát hay. Và biết ảnh ở trong một cái câu lạc bộ của trường thì mình đã xin tham gia vào câu lạc bộ đó. Và từ đó mới biết nhau rồi, thích nhau rồi nên là yêu nhau. Thật ra lần đầu tiên gặp nhau cũng là cái hôm mà Thảo đi xem mình hát. Thì hôm đấy Thảo có ra cánh gà, rồi cũng có gặp mình để nói chuyện. Nhưng mà thực ra lúc đấy mình không quan tâm lắm, tại vì là cũng không biết là ai, cũng thấy hơi ngại, thì thành ra cũng không có quan tâm, cũng không có nói chuyện với Thảo. Nhưng mà sau khi mà tiếp xúc với nhau trong cùng một câu lạc bộ thì thấy Thảo cũng rất là dễ thương, năng động và cũng rất là nghe lời. Bây giờ chúng ta sẽ gặp cặp đôi thứ ba tại sân khấu này. Xin mời cặp đôi Phương Thảo và Phương Quý. Quan sát đẹp đôi quá. Đẹp quá. Mặc phu thê. Ở ngoài đó. Đẹp hơn trong clip đúng không? Đúng rồi. Bây giờ Lan sẽ cho hai bạn thử thách là trán kề trán và mắt nhìn mắt với nhau trong vòng 30 giây. Trán kề trán, mắt kề mắt. Nhưng mà chúng ta có thể khuyến mãi thêm cặp môi kề môi. Và bây giờ thử thách dành cho cặp đôi thứ ba bắt đầu. Cứ tự nhiên đi anh. Tự nhiên đi anh à. Ôi ngọt quá nè Lộc ơi. Trời ơi em nổi da gà luôn. Anh ơi làm thử cái không? Tôi cảm thấy hụt hẫng quá. Sao vậy?
Cảm ơn. Thôi được rồi, hết giờ rồi các bạn ơi. Hết giờ rồi, được rồi, thôi được rồi, được rồi. Đang bị tan chảy luôn á. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, xin mời hai bạn cùng bước vào phòng chờ. Cảm ơn hai bạn. Sao? Sau khi mà tỉa cận rồi bắt cận rồi bây giờ thấy như thế nào lại? Tôi đứng trong cầu trời cho hai cái môi đừng có sát vô. Mà họ sát quá đúng không? Sát quá. Hết giờ rồi mà họ vẫn ôm nhau. Tôi đang định là đã cuối chương trình tôi tìm bằng nữ. Tìm gì? Không, xin số điện thoại bằng nữ tại vì mời đóng clip ca nhạc này kia. À, nhắm đẹp hơn tao, nhắm đẹp hơn bạn nam không? Không, không, bớt giùm. Lộc ơi, em thấy sao Lộc? Ủa chỗ này, vị trí này không phải dành cho em. Nha, bên kia. Đi qua bằng kia giùm. Ủa về lại chỗ hả? Đúng rồi, về lại chỗ mình trình bày nè, bớt được. Đi lung tung giùm em. Em đứng là giao lưu cho nó thân thiện nè. Không, không cần điều đó. Dạ. Dạ sao anh? Em ơi, em thấy nụ hôn như thế nào? Em thấy rất là tình và ngọt. Tình và ngọt. Mấy bạn rất là tự nhiên luôn á. Em nghĩ không theo em thôi nha. Theo em thôi, có thể đây là cặp đôi thật sự. À, là Lê Lộc đã tìm ra được cái ý kiến riêng của mình là cặp đôi này là cặp đôi thật sự. Dạ. Còn à Lợi, bạn nghĩ cặp đôi nào là cặp đôi thật sự ngày hôm nay? Ờ, em đang có phân vân giữa hai cặp là cặp số 1 và cặp số 3. Số 1 và số 3. Nhưng mà số 1 hồi nãy là diễn dữ quá. Ừ. Diễn viên mà. Diễn viên đúng không? Ừ. Cho nên em theo Lê Lộc luôn. Anh phải có lập trường của anh. Vậy là em được chọn riêng một cặp riêng của em đúng không? Vậy em chọn cặp số 2 đúng là cặp một đôi. Đúng là cặp một đôi là gì? Em chọn cặp số 2 đúng là một đôi. À, đúng là một đôi. Này chỉ hỏi bu vơ thôi. Còn là Loan ơi, theo em quan sát á, là quan sát từ clip nè ra tới đời thực nè, em thấy hai bạn này rất là tự nhiên. Và cái khuôn mặt nữa, từ đầu em đã nói là tướng phu thê đó anh. Đẹp đôi quá à. Đẹp đôi quá à. Mặt phu thê đó anh. Cho nên em nghĩ cặp số 3 là đúng là một đôi. À, cặp số 3 đúng không? Một đôi. Nói chung là bây giờ mỗi người đều có một ý kiến riêng của mình. Và bây giờ là thời gian bình chọn của tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay, xem cặp đôi nào mới đúng là một đôi. Xin mời. Hết giờ. Rồi bây giờ chúng ta hãy quan sát những cặp đôi trên màn hình. Và chúng ta sẽ đưa ra đáp án cuối cùng của vòng này. Cặp đôi nào mới đúng là một đôi? Ở vòng này cũng không quan trọng lắm, chúng ta có thể đưa ra cái ý kiến riêng của mình. Loan. Dạ. Theo em, cặp đôi nào mới đúng là một đôi? Theo em thì cặp số 3 mới đúng là một đôi. Wow. Hồ Đức Lợi. Hồi nãy em chọn cặp số 2 cho vui thôi nha. Đúng mà rồi. Ra thì em lại thích cặp số 1 hơn. Thích cặp số 1. Anh cũng thích cặp số 1. Bạn anh đúng không? Bạn anh. Thì vậy mình chọn cặp số 1 nha. Mình cặp số 1 em. Theo em thì cặp số 1 đúng là một đôi. Hay quá. Cô dâu 18 tuổi. Em vẫn giữ cái ý kiến riêng của mình là cặp số 3 đúng là một đôi. Lê Lộc và Hồng Loan đã chọn cặp đôi số 3 đúng là một đôi. Còn Hồ Đức Lợi chọn cặp đầu tiên. Và bây giờ là kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay. Xin mời cặp đôi đầu tiên 33%, cặp đôi số 2 28%, và cặp đôi cuối cùng 39%. Wow. Wow. Như vậy là khán giả tại trường quay bình chọn rất nhiều trùng với đáp án của Lê Lộc và Hồng Loan. Hy vọng đáp án này là đúng và sẽ đem về cho các bạn 30 triệu. Chúng ta sẽ đến với vòng 2 ngày hôm nay. Nhưng trước khi đến với vòng 2, chúng ta cùng giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đúng là một đôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của ngày hôm nay. Vòng 2 được mang tên là Tìm hiểu cặp đôi. Ở vòng 2 này, từng cặp đôi xuất hiện tại sân khấu này để mà đối thoại với các khách mời của chúng ta. Và chúng ta chỉ có một câu duy nhất là bắt họ trả lời đồng thanh. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời cặp đôi đầu tiên. Chúng ta đang gặp gỡ cặp đôi Băng Châu và Hoài Minh. Chúng ta chỉ được 2 phút thôi nha. Và 2 phút dành cho khách mời. Bắt đầu. Khi anh chị giận nhau á thì ai sẽ là người làm huề? À, nam. Bạn nam sinh ngày mấy? Nữ, hỏi nữ. Hỏi nữ. À, ngày 30 tháng 6. Phải suy nghĩ nữa hả? Cho em hỏi hai anh chị chung nha. Không, hỏi chung em ơi. Hỏi chung đi. Là một câu duy nhất thôi nha. Vậy okay, thôi cho em hỏi okay. Nha. Con hai anh chị tên gì? 1, 2, 3. Hỏi hai chị hỏi chung. Hai anh chị tên gì? 1, 2, 3. Hỏi chung.
mình phải nói trước là hỏi chung nha, mấy em bị lộng cộng quá, cái đó là lỗi của khách mời, ráng chịu. Đổi câu khác, đổi câu khác. Rồi đổi câu khác, khác nha. Vẫn còn thời gian. À, em hỏi chung hai anh chị nha. Rồi. Hai anh chị học cao mấy? 2 3 3 7 3 9. Rồi hiểu rồi ha. Không, tôi thấy cái gì nha. À, bạn nam mặc quần size gì? Hỏi bạn nữ. Size 42. Hỏi gì nữa ta? Hỏi gì nữa? Hỏi bạn nam. Bạn nữ ăn cơm chưa? Chưa ai ăn hết trơn á. À, câu này vô duyên nha. Vô duyên. Vô duyên à. Hỏi bạn nam. À. Mẹ bạn nữ tên gì? Lộc. Dạ. Bạn nữ thích màu gì? Hỏi bạn nam. Tím. Cái món quà đầu tiên bạn nữ tặng bạn nam là gì? Hỏi bạn nam. Đôi giày. Đây này luôn nè. Đây này luôn nè. Hết giờ. Món quà đầu tiên là đôi giày. Mà đôi giày tới nay được khoảng 10 năm mà con nó còn mới tin. 10 năm còn y nguyên luôn. Mới tin nha, cẩn thận với cặp đôi này. Và dạ, cảm ơn. Đừng phe gì nữa, không cần phe. Xin mời cặp đôi đầu tiên bước vào phòng chờ. Xin mời, cảm ơn hai bạn. Ê, tôi đặt niềm tin vào cặp này mà hình như bị sai rồi. Đang hoang mang đúng không? Đặt niềm họ diễn nha. Đặt niềm tin sai chỗ rồi đó. Đúng rồi. Em nói anh rồi, họ là diễn viên. Diễn viên điện ảnh là họ diễn cái nét nhẹ nhẹ. Còn đây là diễn viên sân khấu luôn. Họ diễn cái nét rất là đậm. Nên là cẩn thận. Nó quần mà size 42 luôn. Trong khi tôi mặc size có 41, 31 thôi. Ba mấy đúng thôi. Biết chồng mình 40 mấy luôn. Mà không, nhiều khi người ta hồi hộp, ta rung quá là sao? Ừ thì cứ cho là vậy đi anh. Ừ. Rồi. Tên con không biết luôn. Tên con không biết luôn. Không biết luôn. Cho nên giờ sao? Giờ sao đây? Hoang mang thiệt luôn á, không có nên lời luôn á. Bây giờ theo Lâm là cặp này có đúng hay không? Cặp này đúng. Đúng hả? Ừ. Đúng nữa hả? Tại vì biết ông này. Dạ, mà đâu có biết gì tin đâu. Lâm. Tôi tin Lâm. Tin tôi nha không? Đúng. Nhớ là phải chọn cặp này giùm tôi. Chọn cặp này nha. Tôi không biết là ông Lâm đang diễn hay là cặp kia đang diễn nè. Anh diễn luôn đó em. Bây giờ chúng ta gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Xin mời cặp đôi thứ hai. Nắm tay nhau đồ, ga lăng đồ đó. Chúng ta đang gặp gỡ cặp đôi Thanh Dung và Quang Anh. Bây giờ 2 phút dành cho khách mời. Bắt đầu. Hai bạn quen nhau 2 năm mấy tháng mấy ngày? Vô duyên, nó tôi cũng không biết nữa. Bạn nói trả lời. 2 năm nửa tháng. 2 năm nửa tháng. Ngày 1 tháng 4 vừa rồi là được 2 năm rồi. Bạn nam trả lời hai người quen nhau ngày mấy biết không? Dạ ngày 1 tháng 4 ạ. 1 tháng 4 ngày. Bạn nói dối đó. Dạ. Dối. Nick Facebook bạn nữ tên gì? Dạ Lê Hồ Thanh Dung ạ. Lê gì? Lê Hồ Thanh Dung. Cái món ăn mà bạn nam mua cho bạn nữ cái lần đầu tiên bạn nam mua lên là món gì? Bạn nam trả lời. Dạ bánh mì. Em hỏi chung hai người nha. Quê bạn nam ở đâu? Vũng Tàu. Đúng rồi, tao đúng rồi Lộc ơi. Anh chọt vô em mới không nghe được á. Dạ xin lỗi, cho hỏi câu khác nè. Rồi, phải nghe hiệu lệnh 2-3 trả lời nha. Khoan hỏi trước đi, đang kiếm câu khác. Cho em mình hỏi bạn nữ là hai bạn đi du lịch đầu tiên ở đâu? Đà Lạt. Đà Lạt hả? Bao lâu rồi? Cách đây khoảng 2 năm, tức là sau khi mà tụi em quen nhau xong là khoảng mấy tháng là tụi em đi du lịch. Ghê thiệt. Ủa vậy lúc đó là bạn nam cổng bằng nữ hay cổng ai vậy? Dạ em cổng bằng nữ. Chủ này á. Bạn... Em hỏi cả hai nha. Món quà đầu tiên bạn nam tặng bạn nữ là gì? 2-3. Đồng hồ. Rồi không nhớ. Ok cảm ơn. Ok rồi. Hỏi bạn nam là bạn nữ học khoa nào? Dạ quan hệ quốc tế của trường Hutet rồi. À. Bạn nam đang làm bằng gì? Làm là nghề gì bạn nữ? À, anh vừa mới ra trường ngành kinh doanh của anh chị kinh doanh đó, về đang xin việc. Đang xin việc. Đang xin việc. Hết giờ. Lại thích ăn món gì? cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin mời hai bạn cùng bước vào phòng chờ. Các bạn thấy là cặp đôi này như thế nào nào? Theo như em dự đoán ban đầu là cặp này không phải là cặp đôi. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Ừ. Nên là em không có thiết tha để hỏi nhiều á. Họ cảm giác họ hời hợt. Đúng rồi. Nhiều khi họ diễn nét hời hợt em nha. Còn Lợi ơi, em thấy cặp đôi này có phải là cặp đôi thật hay không? Lợi cũng không có nghĩ cái đây là một cặp đôi đâu. Ừ. Hết rồi đó. Vậy thôi đó hả? À, còn Loan ơi. Theo em thấy là từ lúc vòng 1 cho đến vòng 2 thì em không nghĩ cặp này là một cặp đôi. Tại sao em? Tại vì em vẫn thấy là họ có diễn đó, nhưng mà hơi giả. Hơi giả đúng không? Dạ, không có chân thật. Và ý là cố gắng
cố gắng để cho thể hiện là tình cảm với nhau, nhưng mà cái kiểu nãy mà á, càng thể hiện nắm tay mùi mẫn thì càng đúng rồi. Không phải với lại câu mà em hỏi là món quà đầu tiên tặng nhau á, cái hai người nói sai cái bạn nữa á, sai rồi thấy chưa, tức là không có đủ kịch bản. Đúng rồi, không được bạn hả? Không có đủ cái nét diễn đây em. Sai rồi cái nét diễn đó bạn, rất là trách kêu dặn học kịch bản rồi mà không có học. Mày cái nét đó em chụp được liền. Hay quá đi Lộc ơi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ ba ngày hôm nay. Xin mời cặp đôi thứ ba. Chúng ta đang gặp gỡ cặp đôi Phương Thảo và Minh Quý. Ngồi sát nhau là dịnh vai, dịnh eo nhau nữa kìa. Dựa vô em, dựa vô em. Cặp giả họ hay thể hiện lắm. Đó, mình cũng đâu phải một cặp đâu, mình cũng thể hiện được, đúng không? Vậy bây giờ 2 phút dành cho khách mời, bắt đầu. Em hỏi bạn nam, món quà đầu tiên bạn nữ tặng cho anh là gì? Thắt lưng. Thắt lưng, thắt lưng. Dạ. Cho em hỏi bạn nữ là lần đầu tiên gặp bạn nam ở cái câu lạc bộ nào? Dạ, câu lạc bộ văn nghệ ở trường hát. Tên gì luôn em? Dạ, giai điệu trẻ. Em trên câu lạc bộ ở trường. À, câu lạc bộ giai điệu trẻ của trường. Dạ đúng rồi. Trường gì vậy bạn? Trường đại học kinh tế chị. À, đại học kinh tế. À, bạn nam thích ăn món gì hỏi bạn nữ? Dạ bạn thích ăn đồ Hàn, cả hai chúng em đều thích ăn đồ Hàn. Dạ, cho em hỏi câu hỏi chung nha. Dạ. Là nụ hôn đầu tiên hai người trao cho nhau là ở đâu? Ở quán Hàn Quốc. Dạ, ở cái quán Hàn Quốc đó luôn. À. Wow. À, cho em hỏi bạn nữ là bạn nam á không đem quên đem tiền ở cái quán ăn nào? Dạ, quán ăn Hàn Quốc. Đồ Hàn Quốc luôn. Dạ, tại tụi em thích ăn Hàn, đồ Hàn Quốc lắm. À. Bạn nam có bao giờ tặng quà cho mẹ bạn nữ chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ. Bạn nữ có tặng quà cho gia đình của bạn nam chưa? Dạ chưa luôn. Ủa, tại vì quê bạn nam ở ngoài Bắc, quê ảnh ở ngoài Bắc, còn em là ở trong đây, nên là hai gia đình chưa gặp nhau bao giờ hết. À, chưa gia đình nhau. Chưa gặp nhau. Dạ chưa. Nhưng mà ba mẹ hai bên có biết không? Dạ có biết. Có biết nhưng mà chưa gặp. À. Bộ đồ này hai bạn mua ở đâu vậy bạn nữ? Dạ, stylist chuẩn bị. Không, đúng rồi đó, đúng rồi, stylist luôn. Thật sự. Bạn nữ thích màu gì hỏi bạn nam á? À, đỏ. Đỏ. Bạn nữ thích màu đỏ thì em. Món ở dịp lễ Valentine đầu tiên, món quà của bạn nam tặng cho bạn nữ là gì? Là ủa hỏi ai ạ? Dạ hỏi anh á. À, bông hoa kẹo KitKat. À, lãng mạn người ta. Tự làm á, anh tự cắm KitKat dễ thương. Nơi chị đâu mà hai người đi có nhiều kỷ niệm nhất? Là trên câu lạc bộ trên trường. Câu lạc bộ giai điệu trẻ trên trường. Hết giờ rồi Lê Lộc ơi. Hết giờ rồi. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin mời hai bạn cùng bước vào phòng chờ. Cảm ơn hai bạn. Ê, mình thấy má mình hỏi nhạc nhòe ghê luôn á. Trong ba cặp đôi thì các bạn nghĩ cặp đôi nào là cặp đôi thật, Loan? Theo em thì em vẫn giữ nguyên điểm là cặp số 3. Cặp số 3 là cặp hồi nãy vừa rồi. Đúng rồi, tại vì em không biết nữa, nhưng mà không biết là cái này là đang đánh lừa em hay là sao, nhưng mà em thấy chân thật lắm. Chân thật. Em thấy y như là xuất phát từ bên trong. Đúng ra. Đúng rồi, anh cũng nghĩ y chang em. Tại vì mình hỏi là trả lời liền chứ không cần phải suy nghĩ, không phải nhớ kịch bản á. Nếu mà học thuộc kịch bản thì cũng phải dắp. Dắp chứ. Đúng rồi. Anh còn dắp nữa mà. Đúng không? Anh dắp thường xuyên em nha. Em thì khác ý kiến với Loan. Nữa bởi vì cặp đôi này á, có thể là họ được sắp đặt được cái chi tiết đó, là giống như là vừa mới ra là xích ghế lại sát lại, như là đạo diễn dặn là em ra nhớ nha, người ta để ý mấy tiểu tiết rồi lắm, là ôm eo này kia, mà thường dặn ôm eo là không phải đâu nha. Nhưng mà hồi nãy có một chi tiết mà em cũng đang bị phân vân, là bạn nam khi mà anh hỏi câu mà bạn mà nữ thích màu gì á, thì bạn nam có hơi lúng túng tí xíu suy nghĩ nên tự nhiên là mình hơi bị khựng lại. Không nhưng mà theo Loan thấy là nhiều khi bạn nam nhiều khi cũng không biết thích màu gì thiệt. Đúng rồi, nhiều khi yêu nhau dù nhiều em biết thích màu gì đâu. Biết chứ, 2 năm là đủ để biết rồi. Đúng rồi. Nè nha, tại vì anh thấy cặp đôi này qua những cái cách mà họ trả lời, các tình huống họ đưa ra rất là ngôn tình, rất là lãng mạn, thì những người lãng mạn họ phải để ý những cái tiểu tiết đó rất là kỹ, đúng không? Khi mà hỏi màu gì thích lận khận như vậy thì không phải là chắc rồi đó. Nhưng mà cái theo quan điểm của anh là anh có nghĩ là cặp đôi này là thật không? Anh không chọn cặp đôi này là thật, mà anh vẫn giữ quan điểm anh là cặp đôi số 1 mới đúng là một đôi. Lê Lộc ơi, nãy giờ theo khi quan sát thì em nghĩ cặp đôi nào là cặp đôi thật? Em đang phân vân giữa cặp số 2 và cặp số 3. 2, 3. Số 1 là em cất từ tủ. Cất luôn, xoay quần lớn quá là không thích rồi. Dòng hồi em chọn cặp số 3 rồi, thì dòng này em cho cặp số 2 cơ hội. À, số 2 cơ hội. Nói chung bây giờ là ba khách mời là đã đưa ra ba lựa chọn khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ theo dõi xem khán giả tại trường quay họ bình chọn như thế nào. Cặp đôi nào mới đúng là một đôi? Xin mời khán giả tại trường quay.
hết giờ. Wow, trên màn hình chúng ta đang là ba cặp đôi đã xuất hiện. Rồi bây giờ nhìn lại tất cả các cặp đôi, giờ chúng ta sẽ đưa ra đáp án cuối cùng của vòng này. Cặp đôi nào mới đúng là một đôi? Hồng Loan. Cặp số 3 đúng là một đôi. Hồng Loan. Cặp số 3. Hồ Đức Lợi. Theo Lợi thì cặp số 1 đúng là một đôi. Lê Lộc ơi. Theo em thì cặp số 2 đúng là một đôi. Wow, Lê Lộc cặp số 2. Vậy là bây giờ ba đáp án đã rải đều cho ba khách mời chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả bình chọn của khán giả tình trường quay. Xin mời cặp đầu tiên 18%, cặp số 2 15%, cặp số 3 67%. Anh nói mà thiệt luôn á, cặp số 3 nha mọi người nha. Cặp số 3 là cặp đôi thật, bởi vì khán giả họ rất là đông. Mà ý kiến nhiều á thì chắc chắn cặp số 3. Mà lại coi mấy chương trình trước khán giả luôn sai. Khán giả sai, nói khán giả ta giận sao trời. Không phải, ý là nói là các bạn chọn nhầm, là xin lỗi các bạn. Với chương trình này thì MC luôn đòi quyền lời cho khán giả. Thật là MC rất là dễ thương, thật sự luôn. Và bây giờ không biết đáp án này có đúng hay không, chúng ta sẽ đến với vòng 3 của ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi đến với vòng 3, chúng ta cùng giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đúng là một đôi. Và bây giờ chúng ta đến với vòng cuối cùng của ngày hôm nay. Vòng cuối cùng được mang tên là Kỷ niệm ngọt ngào. Đến với vòng này thì tất cả các cặp đôi sẽ thể hiện lại nụ hôn ngọt ngào nhất của họ. Tại sân khấu này chỉ có cặp đôi thật là họ thật thôi, còn những cặp đôi còn lại là có bàn tay của đạo diễn đẹp trai nhúng vô hết. Nên mọi người phải cẩn thận, hết sức cẩn thận nha. Tái hiện lại nụ hôn ngọt ngào. Loan ơi. Dạ. Em đã hôn người yêu em bao nhiêu lần rồi? N lần đó anh. N lần. Dạ. Và lần nào mà em cảm thấy ấn tượng nhất và nụ hôn nó cảm thấy cháy bỏng nhất và em nhớ tới bây giờ? Ở đâu nhớ nè? Nữa. Thôi, nụ hôn ngọt ngào nhất, ấn tượng nhất mà không nhớ. Ở đâu? Ở nhà. Ở nhà, mát mẹ. Ôi nè, anh Trâm hôn ở đâu nè? Anh hả? Nụ hôn ngọt ngào ở đâu nè? À, ở trên chỗ tấu hài của anh. Ủa gì kỳ vậy? Ủa là sao? Hả? Là đi tấu không? Hài mà hôn là sao? Anh đi tấu hài cái anh mệt của em. Bữa đó tấu anh mệt, anh sức khỏe anh yếu quá, anh tấu nửa chừng cái anh bị say sẩm đó em. Là phải chạy cánh gà anh hôn cái đó anh tấu tiếp. Phải không? Đó là nụ hôn ngọt ngào của em. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi đầu tiên và để xem họ thể hiện nụ hôn của họ như thế nào. Xin mời cặp đôi đầu tiên. Wow. Ôi, cặp vợ chồng, cái nụ hôn nào mà các bạn cảm thấy nhớ nhất, ấn tượng nhất? Nãy giới thiệu là mình đã quen nhau được 6 năm rồi. 6 năm. Rồi cưới nhau cũng 3 năm rồi. Cho nên là nó rất là lãng mạn. Cho nên là cái nụ hôn mà ấn tượng nhất của tụi mình nó diễn ra ở một nơi cũng rất là lãng mạn. Đó là bệnh viện phụ sản. Bệnh viện phụ sản. Chỗ nghe... ta đẻ mà anh vô chỗ anh hôn chi vậy? Thì kệ anh muốn hôn chỗ nào anh hôn đâu. Rồi bây giờ là phần tái hiện nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Ây da trời ơi. Ông muốn chết luôn vậy đó hả? Ui da, trời. Anh đây, anh đây. Anh chạy tới rồi nè. Thôi ngồi xuống. Rồi. Anh đi đâu mà lâu quá vậy? Trời ơi, đi đâu nữa? Đi mua bánh pizza cho em ăn chứ gì đâu. Mà cũng bầu bì mà cũng thèm cũng lạ thiệt chứ. Bầu sắp đẻ rồi mà thèm bánh pizza. Mà phải hai cái mới chịu à. Thôi đừng nói nhiều nữa cho em ăn đi, em đói quá. Đi ăn, đi ăn. Rồi sao? Nó đạp em dữ không em? Đau lắm. Trời ơi con ngoan nghe. Đừng hành mẹ nghe con. Nhìn visa đó buồn quá. Thôi ăn đi. Từ từ. Ráng đẻ đi. Đẻ xong. Trời ơi, đau lắm. Ngoan. Con ngoan nghe, đừng hành mẹ nữa nghe con. Gì? Ngẹn hả? Ôi ngẹn. Nước vô liền. Cái gì? Sao vậy? Hả? Xanh rồi phải không? Bây giờ đẻ. Rồi đi. Bác sĩ ơi. Bác sĩ. Gì? Một cái đi chút vô chồng không có gặp đâu. Trời ơi. Tới giờ xanh rồi mà hung gì nữa. Nhanh đi, hung cái.
ấy đi, tôi đẻ không thôi, tôi không đẻ à. Sao được rồi, hôn hôn. Ừ, hôn hôn. Đi qua đây. Được chưa? Rồi đi. Không có phải hôn ba. Chứ đâu hôn đâu nữa. Môi. Trời đất ơi, bệnh viện đó. Đại đi, trời ơi, tôi đau mà. Phải đẻ nha. Ừ. Trai nha. Ừ. Các bạn rất nhiều, xin cảm ơn. Mời các bạn cùng nhau bước vào vòng chơi. Cảm ơn các bạn. Lộc. Dạ. Dễ thương hơn. Dễ thương. Đây là tiểu phẩm hay là đây là tình huống thiệt em? Theo em quan sát. Em nghĩ là tiểu phẩm thôi. Tiểu chứ phẩm đến, đến lúc lúc mà mắc đẻ rồi á, mà kêu hung đi mới đẻ, không hung không đẻ. Trời đất ơi. Hung cái đi. Hung cái đi, chút vô giọng không có gặp đâu. Trời ơi. Tới giờ xanh rồi mà hung gì nữa. Nhanh đi, hung cái đi, tôi đẻ không thôi, tôi không đẻ à. Nó lọt ra chắc chết luôn á. Ờ đúng rồi. Vậy em nghĩ cặp đôi này có phải là cặp đôi thật hay không? Em nghĩ họ đang diễn. Anh cũng nghĩ vậy, diễn quá, chỉ cần biểu diễn quá. Còn lợi, lợi nghĩ là họ đang diễn. Nhưng mà cái diễn này diễn đánh lừa lạc, đánh lạc hướng của mình á. Em cảm thấy cái tình huống này nó hơi bị phi thực tế cho lắm. Phi thực tế à? Đúng em rồi. Thì nhiều khi là biên tập lại muốn là làm cái tình huống phi thực tế thì để đó, mình loại cái cặp này ra đó. Thì đó, cái vấn đề là như vậy. Nhưng mà thật sự là cặp này mới là thật. Đúng hả? Đúng rồi, anh nghĩ cặp đôi là thật luôn nha. Mình phải cẩn thận, hết sức cẩn thận với các cặp đôi ngày hôm nay. Thôi chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai và để xem họ thể hiện nụ hôn ngọt ngào như thế nào. Xin mời cặp đôi thứ hai. Chào hai bạn, nụ hôn ngọt ngào nhất của các bạn, đáng nhớ nhất của bạn là ở đâu? À, chắc là mới gần đây. Gần đây? Dạ, tại vì tháng 4 vừa rồi là em vừa mới đi Đà Lạt, tụi em kỷ niệm 2 năm. Lại là Đà Lạt. Rồi bây giờ là phần thể hiện nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi số 2, xin mời! Hôn. Trời đất ơi, anh đi đâu mà lâu vậy? Anh đi mua nước cho em nè, nãy giờ chạy tuốt dưới kia luôn á, mới có. Nhắc tới giờ không chịu mở cho em. Em có lạnh không? Như sao không lạnh? Nói nghe nè, mình quen nhau được 2 năm rồi đúng không? Ừ. Mình có nói với nhau là mình không được lừa dối nhau gì đúng không? Ừ, đúng rồi. Ủa sao vậy? Hay là có gì giấu anh hả? Em nói cái này anh đừng giận nha. Ừ, nói đi. Lúc nãy anh đi mua nước, tự nhiên có người đi ngang qua hôn em. Cái gì? Ai hôn em? Thằng nào? Ai biết đâu, tự nhiên nó hôn em. Nó đi hướng nào? Sao anh hỏi em sao em biết được? Mà sao tự nhiên em để nó hôn chi vậy? Sao em biết được mà anh nói vậy? Thì em không biết né hả? Nó chạy ngang qua thì em né đi. Em né thì làm gì có chuyện để kể cho anh nghe. Nó hùng đâu? Anh làm cái gì hả? Anh cười. Trên khuôn mặt của em chỉ có được cái hôn của anh thôi. Mà thôi bây giờ đi về đi, lạnh quá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn nụ hôn thật là đáng yêu các bạn. Xin mời các bạn bước vào phòng chờ. Cảm ơn. Em cứ thích anh nam vậy. Hôn là phải hôn tới tấp. Đúng rồi, hôn dậm vô. Thôi em không cần. Em không có cần anh. Em thấy cặp này như thế nào à Long? Với tình huống này thấy dễ thương thiệt. Dễ thương nha. Thật dạ. Sự luôn. Mà bạn nữ thì diễn có vẻ là tự nhiên hơn bạn nam tí xíu. Không biết là thật hay giả, nhưng mà cái bạn nữ á có vẻ là không có rung hơn bạn nam. Không biết bạn nam lên đây thì không biết là đông người đó có rung không à. Em thấy phân vân ở cặp này quá. Bởi vì cái tình huống này cũng thấy nó không có được thật cho lắm. Mình đừng có nhìn cái tiểu phẩm, mà mình nhìn vô cái nụ hôn, nhìn vô ánh mắt, cử chỉ. Thấy là này hôn ngọt quá ha.
anh bạn nam hôn rất là tự nhiên. Đúng rồi. Mà bạn nữ kiểu cũng khi mà hôn vô thì cái thái độ của bạn nữ cũng ép chấp nhận luôn á, kiểu đang phân vân đúng không? Đang phân vân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp thứ ba để xem cặp này có làm chúng ta có phân vân hay không. Và bây giờ xin mời cặp thứ ba. Xin mời. Chào hai bạn. Nụ hôn ngọt ngào nhất ngày hôm nay sẽ cho mọi người được chứng kiến là hôn ở đâu? Thực ra bọn em gặp nhau rất là nhiều, thậm chí là hàng ngày. Thành ra là cái Tết vừa rồi hai đứa chia tay, mỗi đứa về một quê thì sẽ là khoảng thời gian xa nhau lâu nhất. Nên là cái nụ hôn ở sân bay khi mà tiễn Thảo bay về quê cũng là nụ hôn em nhớ nhất. Và bây giờ là phần tái hiện nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi Suma. Rồi thôi anh đưa em tới đây rồi anh đi về đi, cửa tới đây rồi nè. Thì để anh đưa thêm tí nữa có sao đâu. Tới đây ngay trước cửa rồi anh còn theo làm gì nữa. Thôi không thôi trễ giờ của em nữa. Thôi em về giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Đi đâu làm gì nhớ cẩn thận. Rồi rồi rồi, nãy giờ nhắc đi nhắc lại cả chục lần luôn. Em khỏe như trâu vậy anh còn lo gì. Thôi anh về đi nha, em ra em check in không trễ giờ bay của em. Nha, anh cũng giữ gìn sức khỏe nha. Bye nhưng mà... anh. Ê nhưng từ Thảo ơi. Sao nữa đây. Em thích cái này mà đúng không? Biết cũng hay ha. Cầm lên trên kia ăn nha, lỡ có đói. Anh không, trên máy bay cũng có đồ ăn mà, anh mang theo làm gì. Nhưng mà đây là của anh mua, trên đó là của máy bay mua mà. Thì em cầm lên ăn cho đỡ đói nha. Dạ rồi, thôi em đi nha, anh về đi. Anh về trước đi. Bye bye. Bye. Ê nhưng sao? Còn chút nữa. Đâu rồi? Cái gì, nhanh lên. Dạ rồi, đúng rồi. Y chang sao hồi nãy anh không đưa luôn một lượt đi cho rồi. Tại anh nghĩ là em ăn không hết nhưng mà... Lắm trò. Thôi cầm lấy đi ăn cho mập nha. Em chưa được ăn mập hơn mà anh bắt em ăn hoài á. Rồi thôi nha, em đi thiệt nha, đừng có kéo em lại nữa. Bye. Ê, nhưng mà từ từ đã. Gì nữa? Sao? Sao anh sẽ nhớ em lắm á? Thiệt không đó? Về nhà nhớ phải giữ gìn sức khỏe của mình nha. Dạ. Nhớ những điều anh dặn nha. Bye bye. Chưa đi được đâu. Sao? Cái gì? Rồi xong chưa? Em đi được chưa? Bây giờ em đi được rồi á. Rồi nhớ nha, đừng kém lại nữa nha. Bye bye. Nhớ những gì anh dặn nha. Bye bye, yêu anh. Xin mời hành khách cuối cùng bước lên sân bay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn, đúng không các bạn rất là nhiều. Ôi, dễ thương quá à. Dễ thương quá. Dạ, xin mời hai bạn bước vào phòng chờ. Rồi. Cặp này thật luôn nha. Cậu này quá mang lo lắng đúng không? Cái môi chạm môi vậy luôn ấy luôn nè. Em không phải không có chạm môi em sâu luôn á anh. Nhưng mà diễn viên thì họ rất là dạng đến cái chuyện này không, nha. Không, không phải diễn viên. Em thấy không, khi mà đưa ra đứng mà che máy rồi như vậy luôn sao diễn viên được. Không, em thấy hai bạn này chân thật quá nè. Chân thật quá nè. Mà cái tình tiết nó cũng đời sống nữa. Mà hung thường hung nhẹ thôi. Vậy là hung làm quá. Cố tình làm quá đánh lừa mình á. Không có đâu, không ai mà diễn mà làm được như vậy đâu. Chuyên nghiệp mà còn khó diễn như vậy mà. Nãy giờ em không có lo mà tự nhiên anh Lâm càng nói em càng lo nha. Mình là đang tính chọn cặp này rồi đó mà ông Lâm cứ nói vô hoài à. Mình thấy sao ngờ. Bình mình quá đúng không mẹ. Tự nhiên Bình mình nói vậy nè. Đâu có ăn chia gì với anh đâu anh Lâm. Không nè, mình chọn theo trái tim của mình đi. Nhiệm vụ của anh thì anh làm thôi em nha. Từ đầu đến giờ em vẫn dành tình cảm nhiều cho cặp này hơn. Bạn nam và bạn nữ đúng là yêu nhau luôn á. Nên là họ thể hiện một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà em cũng đang hơi lo là không biết có phải thật không hay là họ đang diễn với mình nữa. Không, nếu mà diễn viên khó diễn như vậy lắm, thật sự luôn. Em thì theo linh cảm và cái quan sát của em đến giờ thì em vẫn nghĩ cái cặp này là cặp yêu thật. Tại vì chỉ có những người yêu thật mới có những hành động mà tự nó chịu. Dễ chịu và tự nhiên như vậy thôi. Và các bạn có diễn giỏi như vậy không? Khi mà họ diễn tự nhiên mình ồ ra, mình ồ mình cảm thấy ôi mình... xuất sắc quá. Nói chung là bây giờ mọi người đang phân vân đúng không? Bây giờ sẽ hỏi ý kiến khán giả. Và bây giờ là thời gian bình chọn cho tất cả khán giả tại trường quay ngày hôm nay. Cặp đôi nào mới đúng là một đôi? Xin mời. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta hướng về màn hình và xem kết quả của khán giả bình chọn thế nào. Cặp đôi đầu tiên,
21%, cặp đôi số 2 7%, và cặp đôi cuối cùng 72%. Thấy chưa? Hiện tại bây giờ khán giả cũng đang nghiêng về cặp số 3, bởi vì họ diễn rất chân thật, cái tình cảm thật sự của họ rất là dễ chịu. Chẳng lẽ là cặp 3 ư? Chẳng lẽ 30 triệu dễ dàng như vậy sao? Đúng. Chẳng lẽ nhìn vô là thấy 30 triệu liền? Ở đâu mà ra? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đúng, nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất. Chính vì vậy chúng ta hãy chọn cặp số 2, 7%. Không, 7. Nhưng mà em muốn cảm giác là cặp số 3. Cảm giác là cặp số 3. Là cảm giác cặp số 1 hơn là vẫn giữ quan điểm từ đầu. Chẳng lẽ là dễ dàng như vậy? Đúng rồi, không dễ gì như vậy. Chọn cặp chọn 72%, cho em chọn cặp số 3. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn. Đúng rồi. À, mình hãy theo cảm giác và linh cảm của mình. Bởi vì đây là vòng cuối cùng, mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra đáp án cực kỳ số chính xác. Đi. 30 triệu. Đa số hơn tiểu 30 triệu lần chứ không phải đơn giản đâu. Loan, cặp nào mới đúng là một đôi? Theo em quan sát cái nụ hôn cuối cùng của cặp số 3 thì em nghĩ là cặp số 3 đúng là một đôi. À, ý kiến của Loan là cặp số 3 đúng là một đôi. Còn Lợi, nãy giờ bạn vẫn giữ quan điểm là cặp số 1, bạn của tôi. Tại vì Lợi nghĩ á, rằng á, những cái cặp đôi mà càng không thật á, họ lại càng cố diễn cho mình nhìn thấy được cái nét, cái tình yêu của họ trên đó. Đây là cái chiến thuật, cái chiến thuật của họ. Bạn. Đúng không? Rồi anh cứ chọn cặp của anh đi. Lợi. Đúng rồi. Bạn hãy giữ nguyên quan điểm của mình đi. Tôi tin là bạn đúng. Hãy cứu lên bạn của tôi. Em giữ quan điểm của em được không? Được. Rồi chọn cặp số 1. Cặp số 1. Lê Lộc vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Em cặp số 3. Cặp số 3. Bây giờ là hai người phụ nữ đã chọn cặp số 3. Thường thường phụ nữ là chọn đúng. Ví dụ như Nam Thư vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Và đem về số tiền 30 triệu cho đội. Em thì đang đánh lạc hướng mình chưa? Em đang suối mình chọn cặp số 3. Nhưng mà anh phải tự cảm nhận được chứ, anh cảm hiểu nhận, không? Nhìn vô cảm nhận của anh là cảm thấy cặp số 1 vẫn đúng hơn. Đừng. Khi mà họ diễn họ cố tình vấp á. Anh diễn cố tình vấp cho em coi coi. Anh không diễn vậy được. Cái cách cố anh tình cảm vấp nhận là từ cái con người thật của họ. Một là họ quên thoại, hai là họ vấp thật. Em tức quá mà. Em cũng tức quá mà, bây giờ em không biết nói làm sao nữa. Bây giờ mình chia ra hai đội được không? Không, bây giờ chúng ta phải đưa ra một đáp án cuối cùng để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Em chọn cặp số 3, đa số thắng tiểu số. Rồi. Loan, em có ý kiến đi em. Em chọn cặp số 3. Loan vẫn chọn cặp số 3. Lợi, em người sẽ... đàn ông duy nhất trong nhóm này. Thì đầu nói trời chân đập đất. Bây giờ chúng ta thống nhất đi, chúng ta là một đội mà. Trời ơi, thì bà thì thật ra là vẫn là đa số thì thắng thiểu số. Cho nên em sẽ theo mọi người là cặp số 3. Nhưng mà quan điểm em vẫn chọn là cặp số 1. Vẫn lì. Nhưng bây giờ đa số thì thắng thiểu số. Không hồi thắng thì đừng có chia nha. Ok. Ok luôn. Rồi. Rồi nếu lắc cặp số 1 là cặp đôi thật thì Lê Lộc sẽ làm gì? Thì em dẫn anh đi ăn chè. Ăn chè hả? 30 triệu đổi một ly chè sao? Thì đó, lâu lâu mình cũng không phải sai lầm. Mà nghe anh đi, chọn cặp số 1 đi. Bây giờ mình lật đồng xu được không? Không. Thôi, khỏi thời gian luôn, em đại diện luôn. Coi đội em chọn cặp số 3 là đúng là một cặp. Chúng tôi muốn nghe ba bạn nói ra một lời. Tôi chọn cặp số 1, số 1. Đội số 1, số 1, số 1, số 1, số 1. Này hỡi ba bạn, thời gian không còn nhiều nữa. Cặp số 3 đúng là một đôi. Wow. Như vậy là một thời gian tranh luận thì ba khách mời đã đưa ra đáp án cuối cùng là cặp số 3 đúng là một đôi. Và để biết cặp số 3 có phải là cặp đôi đúng hay không, chúng ta cùng giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị và bạn đã quay trở lại với chương trình Đúng là một đôi. Và bây giờ để biết tất cả khách mời chúng ta đã đưa ra đáp án đúng hay không, xin mời các cặp đôi cùng nhau bước ra sân khấu. Xin mời. Oh. Ai ra cũng nở một nụ cười, dường như họ đã có 30 triệu rồi chăng? Rồi bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Nào chúng ta cùng nắm tay nhau để cùng thể hiện sự đoàn kết đi nào. Chúng ta có được 30 triệu đồng hay không? Nắm tay nhau. Để ý cặp số 3 coi. Vẫn cầm cái bịch kẹo hồi nãy. Là một cặp. Là một cặp.
Nhiều khi đem kẹo lên ăn ủi tụi mình đó. Dẫn lì. Này các khách mời, chúng ta hãy thể hiện sự đoàn kết của mình đi nào. Không, hai đứa thôi. Hai người vẫn nắm tay nhau. Ok. Bây giờ để biết khách mời chúng ta có được 30 triệu đồng hay không, hay là 30 triệu đồng thuộc về các cặp đôi ngày hôm nay. Cặp đôi thật hãy cùng nắm tay nhau bước lên một bước, và hai cặp đôi giả sẽ bước xuống một bước. Các bạn đã hiểu chưa? Các bạn đã chuẩn bị chưa? Hey, và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất ngày hôm nay. Anh ơi, anh công bố đi chứ mệt quá anh ơi. Và bây giờ cặp đôi nào mới đúng là một đôi? Một, hai, ba. Kết thúc rồi và cặp số 1 là cặp đôi thật ngày hôm nay. Như vậy là đồng nghĩa 30 triệu đồng thuộc về các cặp đôi ngày hôm nay. Hồ Đức Lợi, chàng trai duy nhất có cái giác quan rất là hay, anh ta bảo vệ quan điểm của mình nhưng mà không được, bởi vì hai người phụ nữ quyền lực đã kéo anh lại. Biết sao không? Đưa ra một đáp án kỳ cục kỳ đời, sai bét luôn, là mất 30 triệu của người ta luôn. Mọi người không biết rằng Lợi đang học khoa đạo diễn điện ảnh. Đúng, họ phân tích rất tốt. Giờ im lặng vậy. Này các bạn ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng giới thiệu về bản thân mình đi nào. Cặp đôi thật, giới thiệu đi. Ngay từ đầu mình giới thiệu mình là Hoài Minh, còn đây là Văn Châu. 6 năm trước là sinh viên của trường sân khấu. Và đã quen nhau 6 năm rồi, cưới nhau 3 năm, con được 2 tuổi rưỡi, tất cả đều là thật. Nhưng mà cái tình huống mà vừa đẻ mà dạng pizza là thật luôn hả? Cái đó thật cái luôn. Đó cũng sao thật mà làm luôn. Gì vừa dạ đẻ tại... mà không lo đẻ mà ăn pizza? Tại vì... Thì mọi người chắc là mọi người không có tin là nó lạ lùng như vậy. Nhưng mà cái tình huống đó là tình huống thật của hai đứa em luôn. Cho nên em đem vô em diễn vậy thôi. Nhưng mà tức là quen nhau bao nhiêu lâu, từ lúc mới quen đến giờ mà không có nụ hôn thì nhớ nhất. Mà khi mà có bầu, đó chính là nụ hôn nhớ nhất. Không phải là nhớ nhất mà là nó ấn tượng. Ấn tượng nhất. Thì mình đem ấn tượng. Cặp thứ hai, các bạn hãy giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, xin chào mọi người, em tên là Quang Anh. Em hiện là sinh viên năm cuối của trường sân khấu điện ảnh. Dạ, em là Thanh Dung, em cũng là sinh viên năm cuối trường sân khấu điện ảnh. Cặp đôi cuối cùng. Xin chào mọi người, em là Hoàng Minh Quý. Anh Quang đi, anh đừng nói. Anh làm gì đó, anh cặp mỏ người ta dữ vậy. Chị ăn kẹo không? Ăn kẹo không? Mấy anh chị lấy 30 triệu của tôi rồi đó, mấy anh chị vừa lòng chưa? Qua lấy rồi. Kẹo ăn ngủ đi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, kẹo dân tận nơi luôn. Anh chị diễn tâm hết. Anh đi đi. Không có ôm gì hết trơn. Một cái thôi. Một cái thôi. Ôm đi. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn hai bạn. Rồi, các bạn hãy giới thiệu bản thân mình đi. Bớt cãi lộn lại nè. Em là Hoàng Minh Quý, là sinh viên năm cuối của Đại học Kinh tế. Kinh cũng tế lại. Dạ, em là Phương Thảo, sinh viên năm 2 của Đại học Kinh tế. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn, bây giờ chúng ta cùng nhau nắm tay nhau và chào khán giả đi nào. Xin mời các bạn. Không nắm tay. Nắm tay đi nào. Không nắm tay. Nè, nắm đi, nắm vào cái kẹo nè. Cảm ơn các vị khách mời cũng như là tất cả các cặp đôi ngày hôm nay đã đem lại những phút giây thật vui và thoải mái cho chương trình. Và 30 triệu sẽ thuộc về các bạn. Chúc các bạn thật là nhiều niềm vui. Cảm ơn các bạn.
Kính thưa quý vị các bạn, ông trời đã cho chúng ta tình yêu. Chúc cho những người nào đang có tình yêu của mình thì hãy giữ tình yêu của mình và lúc nào cũng hạnh phúc. Còn những ai mà chưa có một nửa còn lại thì mau chóng tìm lại một nửa của mình. Và chương trình Đúng Là Một Đôi được kết thúc tại đây. Quý vị các bạn nhớ đón xem chương trình Đúng Là Một Đôi được phát sóng lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.